Chào các bạn. Bây giờ là 7 giờ 38 phút thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2022. Tức là ngày 18 tháng 9 năm Nhâm Dần. Thời gian này là thời gian chúng ta bắt đầu khoanh vải và làm lộc quấy. U Hồng Thanh Hà bây giờ phải ra lộc. Một số thanh hà chuẩn bị khoanh, một số u hồng chuẩn bị khoanh hay đã khoanh. Và thanh hà lộc đã nhú đều. Nhiều vườn đã ban. Còn vải thiều, tại thời điểm này chúng ta đang thời điểm làm lộc, nhú lộc hoặc cũng phải kích lộc từ trước rồi. Bởi vì tháng 10 chúng ta bắt đầu làm lộc. Vậy bây giờ mình sẽ nói về khoanh vải. Làm lộc và khoanh vải. Chúng ta khoanh làm sao? Cây vải không chết, không ra lộc mà không nghẹn. Mình ví dụ như cây vải này là cái cây vải trước ngay gần đường đi nhà mình. Sau khi thu hoạch quả xong, mình bấm ngọn để mình đi ghép cây. Bởi nó cây vải tư lại gần cái nơi mình trồng dẫm trồng cây cảnh, cho là ra rất là nhanh. Đấy. Hôm 29, hôm 20 tháng 9 mình mới phun thuốc sâu. Thì hôm nay mới là 13, vậy là còn thêm 3 ngày nữa mới được 1 tháng, nhưng đã ra xong một lượt lộc rồi. Lộc này, nếu như anh em và các bạn mạnh dạn lộc đang phơn phớt như này chúng ta khoanh, thì phải cực kỳ sai chùm cục. Còn nếu các bạn mà không mạnh dạn mà sợ chết, thì các bạn đợi nó thêm độ 5-10 ngày nữa, cho xanh, giả chắc chúng ta khoanh. Đấy. Vậy thứ nhất, như mình, như này mình khoanh được rồi. Như các bạn để chắc chắn chúng ta đừng khoanh màu nọn chuối phớt này. Chúng ta để 5-10 ngày nữa chúng ta khoanh. Thì 5-10 ngày nữa chúng ta khoanh. Thì thời tiết bây giờ, từ giờ trở đi cho đến hết tháng 12. Bây giờ là tháng 10. Nhiệt độ nó trung bình từ 17 độ trở lên cho đến khoảng 28-29 độ. Còn sang tháng 11, nhiệt độ từ 15 độ trở lên. Thì từ giờ đến tháng 11, tức là tháng rưỡi nữa, là nhiệt độ chúng ta vẫn gọi là rét. Nhưng sang tháng 12 nó nhiệt độ xuống 10 đến 22, 23, 4 độ. Thì nó gọi là rét đậm, rét hại. Thì cơ bản trở đi, trong tháng 10, 11, lộc vải vẫn có thể ra và thành thục được. Còn sang tháng 12 là rét đậm, rét hại rồi. Thì chúng ta phải căn làm sao. Còn tiếp theo, những cái vải tháng 3 này, mình khoanh từ mùng 3 tháng 9, từ hôm nay 13 tháng 10. Thì gọi là 1 tháng 10 ngày, gọi là 40 ngày. Khi mình khoanh lập nó mới ban, chưa ban, chuẩn bị ban. Tuy nhiên, lộc đã khô. Khi ban, chưa ban nhưng lộc đã già, thành thục, già. Giờ nó không xanh nữa, cũng không ra lộc. Năm nay mình khoanh xong, mình không phun một cái gì nhá. Đấy, đây. Còn cái mã lựa của nó thì nó ăn sắp bên hết rồi, hết rồi. Đây, các bạn nhìn đây. Đấy. Tuy nhiên, mình không khoanh lại, mình chẳng phun gì đâu. Các bạn xem nốt những cành bên cạnh. Mình không khoanh lại và mình cũng không phun cái gì cả. Đây, nó sắp liền rồi các bạn ạ. Đây, liền đến nơi rồi. Đấy. Nó sắp liền rồi. Đấy, bên này liền rồi các bạn ạ. Đấy, bên này đã liền rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó liền rồi. Tầm 8 ly nhá. Đấy, đã liền. Rất rộng như đã liền. Các bạn nhìn để con ngón tay út này. Đấy, cân vào ngón tay út. Đấy. Nhưng giờ đã liền. Vậy thứ nhất, để đảm bảo vải chúng ta mà khoanh không chết, là các bạn phải khoanh khi lộc vải nó già chắc, thành thục, là nó không chết. Thứ hai, để đảm bảo khi chúng ta khoanh mà vải nó không nhú lộc, thì chúng ta cũng đừng để cho vải lộc nhú chúng ta mới khoanh, hoặc già chắc quá chuẩn bị nhú lộc chúng ta mới khoanh thì vải cũng không nhú lộc. Thứ ba, chúng ta khoanh vải không chết như mình vừa khoanh mấy cây, là chúng ta phải khoanh rộng, nhưng chỉ khoanh ba cái lớp vỏ ở ngoài, lớp ly be và một cái tầng gọi là tầng phát sinh, đừng khoanh vào gỗ thì vải chúng ta không chết. Mặc dù chúng ta khoanh có rộng nhưng nó chỉ ảnh hưởng ba tầng này,
Còn chúng ta khoanh vào gỗ là chúng ta đã khoanh vào một chút cái đường dẫn nước lên rồi, cho nên có thể gây nguy cơ chết cây. Vải bắt đầu có sâu rồi các bạn ạ. Cái nữa, chúng ta phải khoanh đừng quá sớm. Nếu chúng ta khoanh quá sớm thì trong thời gian mà cây nó đang sinh trưởng và phát triển thì cây nguy cơ chết là tất nhiên. Còn chúng ta khoanh vừa, ví dụ bây giờ vải u hồng mình đây, hôm nay là tháng 10 thì mình cứ cho khoảng độ 15 ngày nữa là tháng 11 mình mới khoanh. Đúng thời gian cây vải nó ngủ đông thì không bao giờ nó chết được. Đấy. Những cái vải này mình làm lọc từ cuối tháng 8. Trong thời gian mà mình tỉa lọc, mình có làm video mà tỉa sớm đấy. Ôi vải nhiều sâu rồi các bạn ạ. Đây này. Con sâu này cắn nát cái này rồi. Chiều nay mà rảnh không bao giờ rảnh là phun nhé các bạn nhé. Sâu đo. Thôi lọc quấy chứ nó chịu khó phun vậy. Lọc này phun đến 3 lượt sâu các bạn ạ. Duy nhất lọc quấy. Sâu rồi. Khá nhiều này. Khá nhiều sâu rồi. Năm nay mình có kế hoạch là làm lọc u hồng có 2 lượt thôi. Nhưng từ mùng 5 tháng 8 nó mưa. Xong nó ra mạnh quá. Nên mình quyết định làm 3 lượt lọc. Nhưng vì thời gian là cuối tháng 8 những cái vải này nó lọc non quá. Cho nên mình tỉa sớm. Đến giờ nó ok rồi. Bên này đang tở, bên này đang chuẩn bị sang ban dần. Đấy, rất là nhanh. Nếu các bạn khoanh sớm quá trong thời gian nó sinh trưởng và phát triển, trời đang ẩm ấm, thì nó nguy cơ chết rất cao. Nhưng chúng khoanh trong thời gian mà nó chuẩn bị ngủ đông, ví dụ những cây vải này bây giờ nó chuẩn bị ngủ đông rồi, bởi bây giờ đang tháng 10 thì sang tháng 11 là mùa đông, lọc lá nó đầy đủ, nó ngủ đông thì mình khoanh, thậm chí mình chiết cả gốc cũng chẳng chết đâu. Đấy. Thì đấy là vấn đề chúng ta khoanh cây vải khi lọc nó còn non đỏ thì nó không có nguy cơ ra lọc. Tuy nhiên cùng là cây vải tháng 3, mình đã cố tình để lại một cây vải để mình khoanh khi lọc nó nhú rồi mình mới khoanh. Nhưng cây vải mình nó cũng không nhú lọc. Mình ví dụ hôm đấy là mình khoanh cây vải bên này, là cây vải gần nơi mình làm cây cảnh, mình đã cố tình để lọc nó nhú đen đen rồi mình mới khoanh. Mà cây vải đó, mấy cây vải to nó đều giống nhau, đều lọc ban đỏ, đều ra một thời gian. Nhưng cây vải to thì nó khó ra lọc, còn có lý cây vải này là cây vải nhỏ. Đây các bạn nhìn nhé, những đầu lọc mình khoanh này, khi nó nhú còn ra, đây có thể là sâu cắn. Đấy, cành lọc bên này có thể là sâu cắn. Đây, đây là sâu cắn, mình không phun. Đấy, đây những đầu lọc đây, khi nhú hẳn lọc không, mình quay mình cây bên này nhé. Khi nó nhú hẳn lọc rồi, nó nhú ra rồi, mình bắt đầu mình mới khoanh. Nhưng lọc còn tịt lại. Vậy đây chính là kỹ thuật của mình. Đã khoanh là vải không có chuyện ra lọc. Đây là mình chưa phun HTC, chưa phun cái gì cả. Mà năm nay có thể mình với những cái vải khoanh, vải thiều, vải tháng 3 này, à tháng 3 u hồng này, mình có thể mình khoanh mình không phun nữa. Đấy, đây. Các bạn nhìn đầu lọc này nó khô lại. Ra lọc rồi, nhưng mình khoanh nó còn khô lại. Còn canh khoanh mình đây, mình khoanh nhiều, các bạn xem lại video cũ nhé. Đường khoanh hôm mùng 3 tháng 10. Sau đúng một tháng cây kia. Lệch nhau đúng một tháng. Mùng 3 tháng 10, hôm nay 13 tháng 10, 10 ngày nó như này. Đấy. Không hề chảy nước. Vải đang khô. Đấy. Thế thôi các bạn nhé. Thì đáp lại tới thời điểm này, u hồng của chúng ta đang đỏ ban là hợp lý. Sang tháng 11 chúng ta khoanh là cực kỳ khớp. Tháng 11 chúng ta khoanh đến khoảng độ, nếu thời gian khoanh đẹp nhất là từ khoảng độ 15 đến 20 tháng 11. Chúng ta khoanh 45 ngày sau, đó là cuối tháng 12 là vải chúng ta ra hoa. Còn vải Thanh Hà bây giờ chúng ta phải nhú, nhú đều rồi. Thì sẵn khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 chúng ta khoanh. Thì sang đầu tháng 1 dương lịch nó ra. Còn vải thiều bây giờ thời gian này là chúng ta đang làm hoa nhé. À đang làm lọc, xin lỗi. Bởi vì bây giờ đến đông chí là còn hơn 1-2 tháng nữa. Thì chúng ta tính làm sao 2 tháng nữa vải mình nó ban hoặc là bánh tẻ hoặc hơi vàng là chúng ta khoanh thì cực kỳ hợp lý. Nếu chúng ta khoanh đúng mà căn lọc đúng như vậy thì chúng ta chỉ cần một lần khoanh duy nhất. Với mình không khoanh là mình bỏ, còn mình đã khoanh là khoanh rộng. Vải u hồng khoanh tầm 5 đến 8 ly.
Vải thiều cũng tầm 3 đến 5 ly. Còn vải Thanh Hà mình không khoanh thì mình không chia sẻ cách khoanh của mình với vải Thanh Hà. Bởi mình có làm đâu mà mình chia sẻ. Đây, cách làm của mình xưa nay là ổn định. Ví dụ mình làm 3 lờ lọc từ năm 19 mình đăng, mình đều nói về 3 lờ lọc. Còn khoanh hoặc full HTC là mình dùng hai kỹ thuật để nó đảm bảo hơn, bởi vì không may gặp những năm thời tiết nó âm u ẩm ướt, nó ẩm thì chúng ta phun HTC để ức chế lọc, rồi nó kích thích hoa để hạn chế ra lọc. Đến mùa ra hoa nó chỉ ra hoa không ra lọc. Còn nếu mà thời tiết bất thuận quá nó không ra được hoa thì sau nó mới ra lọc. Cho nên mình không chia sẻ kỹ thuật khoanh lần 1, khoanh lần 2, phun ức chế lần 1, phun ức chế lần 2 mà chỉ có một kỹ thuật duy nhất khoanh và phun HTC. Còn có thể khoanh và không phun, có thể phun hoặc không khoanh, hoặc có thể không khoanh không phun. Nhưng mình đang làm dần. Thì năm nay cái vải u hồng vào tháng 3 này mình chưa phun gì cả, mình mới khoanh một lần duy nhất thôi. Còn vải thiều thì mình đang tính toán, còn vải Thanh Hà thì mình phải phun HTC bởi vì mình không khoanh. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Các bạn có gì các bạn lại bình luận dưới video, mình lại chia sẻ cùng các bạn.